Rồi, bây giờ anh Quệ muốn tất cả các bạn nhỏ chúng ta sẽ cùng ngồi lịch xuống nào. Khoảng hơn 1m, 2m. Để cái phần biểu diễn lên được hoàn hảo hơn, hoàn thiện hơn. Rồi xin mời tất cả bạn chúng ta sẽ đi dịch xuống nào. Ok hey. Nữa. Đấy. Hay quá nhỉ. Ngồi dịch xuống. Các bạn ơi, các bạn đã dịch xuống một chút nữa nào. Rồi. We'll be right back.
nhỏ các bạn ở thứ ba nhá. Các bạn ở thứ ba không đầu chạm vào lưng nào. Để đảm bảo cho các tiết mục biểu diễn được hoàn thiện và chất lượng thì các bạn nhỏ chúng ta sẽ ngồi ngoan một ngay ngắn nào. Vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi? Yeah.